Rồi, xin chào quý vị bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Và đây là mẫu xe Mitsubishi Xpander phiên bản số tự động. Và đây là phiên bản facelift update của Form 2020. Cụ thể thì với phiên bản này thì Mitsubishi Xpander thay đổi ở 8 điểm cơ bản. Và cũng khá là, có thể nói là cũng cải tiến thêm. Tuy nhiên thì mức giá lại không thay đổi. Cụ thể thì 8 thay đổi của Mitsubishi Xpander bao gồm một bộ mâm la răng khác với phiên bản trước. Đây. Thứ hai là mặt ca lăng. Mặt ca lăng thì cũng được thiết kế lại. Với mình thì cái này nó, mình thích nhiều họa tiết chrome hơn. Và cái mặt logo này nó hơi ít chi tiết. Tuy nhiên thì chúng ta làm một cái biển số phía trước thì cũng ok. Có một điểm mình không thích lắm là cái đèn sương mù đặt ở cái vị trí này. Tuy nhiên thì điểm thay đổi thứ ba ở trên phiên bản 2020 nó là cái đèn LED. Đây. Đèn LED được trang bị ở trên Mitsubishi Xpander cũng chia khoang. Khá to và khá đẹp. Thứ tư, chúng ta có anten vây cá mập. Này, anten vây cá mập ở trên Mitsubishi. Thứ năm là ốp vân carbon. Sơ qua thì mình thấy mẫu xe này ốp khá nhiều chi tiết chrome. Này, nạp kính này, nạp chân kính này, gương chiếu hậu này, mặt trước này, mặt sau này. Phía trong khoang nội thất này. Nội thất bản này trước thì nó là màu kem, nhưng đây đã chuyển về nội thất tối màu, màu đen. Rồi, vào khoang nội thất thì chúng ta có thể thấy ngay đó là những ốp vân carbon. Và đặc điểm thay đổi thứ 5, chúng ta có ốp vân carbon ở trên nội thất của xe. Đây, ở bên hai bên cửa này, ở trong khoang này. Về điểm khác biệt thứ 6, chúng ta có, mình xin lỗi, đó là thứ 7, chúng ta có một bộ ghế da. Và với cái mức tăng 10 triệu đồng, 630 triệu thì thật ra với một bộ ghế da đẹp chúng ta đã mất khoảng từ 10 đến 12 triệu rồi. Thì cái những cái trang bị thêm này mình đánh giá rất là cao. Và nó đánh vào nhu cầu rất lớn, rất thực tế của khách hàng, đó là nhu cầu sử dụng và mức giá hợp lý. Đấy, chúng ta có một chiếc xe 7 chỗ nhập khẩu, gần như là đầy đủ option, số tự động, đi lại trong phố, chạy dịch vụ, đi gia đình, mọi cái đều ổn, rất ổn. Rồi, cuối cùng chúng ta có một màn hình 7 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Thì hiện nay thì ở showroom này thì mình quay khá vội, cho nên là cái đầu DVD này nó chưa được lắp và chúng ta cũng chưa có test được ở trên này. Thì mình sẽ làm cái video test nhanh nhất cho quý khách hàng. Hiện nay thì mức giá công bố của chiếc Mitsubishi Xpander phiên bản số tự động màu đen này chúng ta đang niêm yết ở mức giá là 630 triệu. Cụ thể về giá bán, chương trình khuyến mại hay là quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn báo giá thì vui lòng liên hệ trực tiếp mình, có hotline đang đính kèm trên video. Và những khách hàng ở khu vực miền Bắc thì sẽ được hỗ trợ tốt hơn và cập nhật giá chính xác hơn. Mình sẽ ra những video mới và mình sẽ liên tục ra những video mới và cập nhật chính sách bán hàng cũng như các xe hot trong thời điểm tới. Quý khách hàng có thể ấn like, share và subscribe. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.